Chiều ngày 29 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công an xã Cư Né, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Xã Cư Né là xã trọng điểm về an ninh trật tự, có cơ cấu hành chính chia thành 21 thôn buôn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 61%. Kinh tế trên địa bàn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, lực lượng Công an xã Cư Né đã tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, triển khai thực hiện các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm đối với từng hệ loại đối tượng và từng thời điểm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã đánh giá cao những thành tích mà Công an xã Cư Né đạt được trong những năm vừa qua và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân để lực lượng Công an xã Cư Né hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua nghe ý kiến của đồng chí trưởng Công an xã, báo cáo đầy đủ thì là 7 trang. Tóm tắt thì các đồng chí cũng đã thể hiện được những nét cơ bản về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an xã, rồi tình hình địa bàn, rồi công tác chuyên môn, rồi cơ sở vật chất. Ý thứ hai là chúng tôi cũng thấy rằng tình cảm của các đồng chí ở cấp ủy, chính quyền dành cho lực lượng công an xã như thế là chúng tôi đáng là trân trọng và đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cán bộ chiến sĩ Công an xã phải làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã, tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục cải cách hành chính và làm tốt công tác dân vận. Cán bộ chiến sĩ Công an xã phải thường xuyên tự học hỏi, tự trau dồi kinh nghiệm, tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp tại cơ sở. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Nên chính vì vậy thì tôi mong rằng là ban giám đốc công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện, xã tiếp tục quan tâm đến lực lượng công an xã về công tác xây dựng đảng, về công tác chuyên môn thì mong các đồng chí chú ý cho mấy ý như này này. Một là các đồng chí bám sát vào cái chức năng nhiệm vụ của công an xã. Tránh trường hợp mà là công an xã mà lại không hiểu về chức năng nhiệm vụ công an xã là gặp khó khăn không chứ? Cái việc thứ hai là các đồng chí nhớ cho là bốn cái chức năng của lực lượng công an nhân dân. Về công tác tham mưu, về công tác xây dựng phong trào, về công tác quản lý nhà nước, về an ninh trật tự và về công tác phòng chống tội phạm. Thì cũng mong các đồng chí địa phương là cũng đồng hành với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ và các đồng chí Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh để chúng ta chỉ đạo theo đúng chức năng. Trong dịp này, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng đã tặng quà cho Công an xã Cư Né và gửi lời chúc cán bộ chiến sĩ của Công an xã tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.